Xin chào tất cả các bạn. Mình đang đứng ở trên quốc lộ 13 mà mình thường chia sẻ các bạn mà chỗ bán đồ gốm sứ các bạn. Chỗ cái đường đi lên Bình Dương nè. Ở đây là Sài Gòn các bạn, hướng thành phố Hồ Chí Minh ha. Còn mình đi lên đây là hướng Bình Dương nữa các bạn. Thì cái đoạn đường này bán rất là nhiều gốm sứ. Nhưng mà đặc biệt thì chỗ đây mình thấy là có bán cái chậu tượng rất là nhiều các bạn. Ha. Đây là để quay cái bảng hiệu thì Hồng Dương các bạn. Đó. Khu phố gì đó, Bình Đức, quốc lộ 13 ha. Có số điện thoại luôn. Thì các bạn nào ở Sài Gòn á thì mình đi ra đây mình mua nó cũng gần các bạn. Ha, còn các bạn nào mà ở mấy tỉnh khác thì mình có thể mình lên Bình Dương đi trên quốc lộ 13 này dạy đi nhiều lắm. Trước kia cũng có nó bạn bên đây. Ha, dạy bên đây. Thì đại khái nó là vậy bạn. Thì để mình đi vô mình coi những cái chậu tượng á, mình quay sơ cho bạn xem, mình cũng mua vài cái đem về mình làm những cây bonsai chơi bạn. Thì cũng có chậu chậu vuông đó các bạn, chậu chữ nhật à. Rồi mình ra mình làm mấy cái này là làm bonsai ở đây các bạn. Đó, để mình đi vô một vòng thôi. Mình đang đi tìm những cái chậu hình chữ nhật thế này đó các bạn. Để mình có thể mình vô mình nghiên cứu đây, mua mấy cái tượng. Ở đây thì tượng nhiều lắm bạn, quá trời tượng luôn à, đủ thứ hết trơn, quá trời quá đất à ha. Đó. Những cái tượng nó quái lắm bạn, để mình tìm những cái quái lạ về mình làm cái, mình trồng cái cây bonsai, cái mình quay lại cho bạn xem. Nghiên cứu ơi, mấy cái này cũng hay lắm mà. Nhưng mình nghĩ mấy cái này chắc giá nó mắc à. 200 mấy chục ngàn hả? 200 mấy cái cũng được các bạn. Ha. À. À. Này cũng lạ đó bạn. Mình có thể lấy cái này ha. Chị ơi. Ủa cái chị bán đồ mất tiêu rồi mới nữa. Bán đồ chị ơi. Em đây hả? Cái này là nhiêu cái? 220 cái. Dạ. Cái này là cái loại để ta làm gì cha? Gốm trang trí. Gốm trang trí các bạn. Ừ. Cái này thì gốm trang trí nhưng mà mình mua về mình trồng cây bonsai chơi. Nó cũng lạ lắm ha, độc đáo ạ. À. Được không chị? Trồng bonsai được không? Thác đổ. À cái chị bán gốm chị nói là mình vô cây bonsai thác đổ được các bạn. Rồi ok. Cái này là mình quay lên chia sẻ anh em á, ở chỗ khác anh em ta không biết á, thì đó là ta mua vậy ha. Thì để mình lấy cái này các bạn. Rồi ok, một cái ha, để đây đi, để mình tìm có cái gì lạ nữa không ha. À, lý tiêu long nữa các bạn. Lý tiêu long này như một cái chị 260 một cái các bạn. Con trai bữa nay giá như có thấy rẻ hơn mấy lần mắc quá mà ta. À cái tượng này giá như chị? Dạ cái đó 480 ngàn. Lỗ chí thâm các bạn, chiều cao tầm khoảng như đây 30. Giá cũng hợp lý các bạn ha. Đây một cái tượng ông lỗ chí thâm cao hơi lớn tí, giá như chị? Dạ cái đó 1.8 triệu. Này 1.8 triệu các bạn, này khổ lớn à. Lớn à, 2, 4, 50. Lên tới đây 50 nè. Đó thì sẵn dịp mình vô mình kiếm mấy cái chậu lạ lạ mua mình làm bonsai. Giờ cái mình quay chia sẻ bạn luôn, thì lúc trước giờ đó bạn cứ hỏi mình là mua cái chậu tượng ở đâu, mình cứ nói quốc lộ 13 hoài là ở đây các bạn. Thì tính từ quà gốm sứ Hồng Dương các bạn đó, bên đây nữa nè. Thì mình tự với thì làm lên tới đây khoảng như xa chị? 26 cây các bạn, từ Sài Gòn, từ cầu Sài Gòn hả, từ cầu rồi từ cầu Bình Triệu lên tới đây là tầm khoảng 18 cây các bạn. Xe chạy ngoài đường nó ồn quá các bạn thông cảm ha. Đó đây là Hồng Dương là chị Hồng Dương đó, chị chủ Hồng Dương luôn các bạn, cũng vui vẻ lắm ha. Đó bán đây bán buôn các bạn, bán sỉ luôn, quá trời tượng luôn nè. Lúc trước thì cũng ít lắm bạn, mấy năm trước mình ghé đây mình mua chậu tượng thì cũng có lác đác thôi, ít lắm. Năm nay thì mình thấy nó nhiều nè. Thì các bạn biết rồi đó, lúc trước thì mình đi tìm cái này
các bạn kêu mình đem về bán cho các bạn đó, nhưng mà mình không có thời gian các bạn. Thành ra hôm nay thì đi đây mua chậu thì khoảng dịp thì mình chia sẻ với bạn luôn ha. À, bạn nào gần gần ở Sài Gòn lên đây mua ủng hộ cái chị gì Dương hả? Hồng Ly gốm Hồng Dương, mà tên Hồng Ly. À vậy ha. Rồi cái để mình hỏi cái tượng Lý Tu Long này là như chị? 160.000 đây là bán giá tại hàng không ạ. À vậy ha. 160.000 là ông Lữ Chí Thâm mà gốm Lý Tu Long chứ? Gốm đen rạng. Đen rạng bán tràng các bạn. Dạ đúng rồi. Còn cái ông đắt nông này? Không, cái 200. Ông này 200 hả? Dạ không, cái đó 200 lên, đó là ông bự. Ông bự. Bự 260. 260 các bạn. 220. Ủa, được ha. Bây giờ mình cái này mình có làm mà cái cây bonsai cho bạn xem rồi nè. Để coi cái cây này, cái này là mình chưa làm nè. Bữa nay mình lấy cái cây này, cái ông này. Ông này ổng ổng đang thủ vỏ nè. Cái này nhiêu chị? Dạ, cái đó 240. 240 sao thấy có số 50 đây ta? Số 05. Số 05. Mã số. Mã số 05 các bạn. Giá 240.000. Rồi lấy thêm một cái nữa 240.000. Đó, để đây. Bữa nay vui lắm bạn, đi mình đi mua chậu nhưng mà sẵn dịp thì mua mấy cái tượng. Ghé gặp cái chị chủ này, chị cũng vui vẻ các bạn. Ha. Chứ nhầm chỗ khác chứ lại mình hỏi cái làm như là mình đi hỏi mà mình không mua đó, cái là như không thích. Chị này thì chỉ vui vẻ bạn không có gì ha. Để mình tìm cái chị ơi. Cái tượng mà cái ông tiên mà ông đứng ông nhìn lên á, ông lão Mai, ông lão à, lão Mai, Mai hả? Lão Mai nhỏ vậy rồi hả, lớn để đầu kia lớn thêm tí nữa đi. Để có ông đi. Nhỏ hơn nữa không? Dạ không, cái này nhỏ nhất rồi, mini nhất à. Rồi lấy ông đi rồi kiếm ông nhỏ bự hơn nữa hả? Có ông bự hơn không? Ôi cha, ông này mắc à, ông này nhiêu? Ông có 220. 220, mình có cái chỗ nào cho ông này đứng được không ta? Còn cái ông nào vừa vừa nhỏ hơn cái này thấy không? Dạ không, chỉ hai size đó thôi. Ok. 220.000 để mình nhớ coi, nhà mình có cây nào không các bạn? Có đó. Thôi lấy ông đi. Rồi thôi cái ông nhỏ thì mình có rồi các bạn, mình lấy ông bự đi. Ông lão Mai nè anh Hiếu. Bây giờ mình cho ông đứng dưới gốc mai nhìn lên. Với lại một ông ông thủ này nó đây cung phu hai ông với lại để chiếc này, ông này cũng hay nè. Lý Tu Long này bữa mình có làm rồi, mình kiếm cái tượng mà Lý Tu Long mà thủ này cũng hay nè. Cái ta để mình nghe cái điện thoại cái là mình quay cho bạn xem tiếp ha. Để các bạn, để mình quay sơ các bạn xem mấy cái tượng đi ha. Giá thì cũng hợp lý các bạn ha. Nói chung thì trên đây là bán giá sỉ các bạn ơi. Để mình hỏi cái tượng ông già này mình cũng mua thường lắm. Cái tượng ông già này là bao nhiêu chị? Dạ, ông tính là 120 đi. 120. Cái này là 120 các bạn. 120.000 một ông. Này là mình có làm mấy cây bonsai các bạn xem rồi nè. Ồ, bên đây tượng quá trời nhiều luôn ha. Quá trời ngon chính. Đây là mấy tượng phạt tổ bạn thờ cúng á. Đó, nó quá trời luôn ha. Mình tìm cái tượng của ông Lỗ Chí Thâm mình nhổ cây rồi nãy giờ mình không thấy. Này, tượng này cũng hay nè. Này đem nghiên cứu rồi. Đây có cái lỗ trồng cái cây vô được không? Cũng hay ha.
cũng chưa biết trồng canh sao đây. Kiếm là còn cái nào lạ nữa không? Cái này là giả cổ à. Ồ quá trời nè, bình. Tùm lum hết trơn ha. Bình tài lộc chìm lum lá cho nè. Thôi có cái nào chế được không ta? Bình nè, độc đáo ha, cái này là làm mấy cây mà ôm cũng hay lắm ha, nghiên cứu coi như này nè, ra hỏi chỉ cái này như vậy nó mới nè, này lạ nè, cái này mà đi khéo khéo cho mọi người nè, đụng vô một cái là tiêu của bạn. Quá trời luôn. Trời ơi trong đây nữa bạn. Quá trời quá đất rồi. Quá nhiều quá nhiều. Ồ cái này giống bao nhiêu cổ luôn bạn. Ha. Ha. Này chén này cái gì chén cổ. Giá cổ bạn. Để mình ra mình hỏi chỉ cái này như vậy coi. Chị ơi, cái này là bao nhiêu tiền chị? Cái này là bao nhiêu? Dạ cái đó cho mình 550 đi. 500 cho 550. 550 ngàn các bạn. Ở đây mình có cái chuyển khoản không ba? Dạ có. Rồi ok. Dạ, có. Tại mình hết trong tiền rồi. 550 dứt luôn. Đó, mua mấy cái lạ lạ để mình về mình chế cháo cho bạn xem ha. Đó. Lên qua đây mình thấy cái này cũng hay nè. Cái này tới 700 ta. Nó mắc quá. Nó không phải gì các bạn mà mình thấy mình cắt ra thôi. Mình cắt mình sửa mình vô cây bonsai thì mình thấy là nó quá là quý đi. Thành ra để mình tạo chọn cái nào mà cái giá nó vừa phải các bạn. Nè, cái này 700 gì nè. Thật ra cái nào mà giá vừa phải để mình có thể mình cắt chế cháo cho bạn xem ha. Chứ còn mà những cái mắc quá thì các bạn biết rồi đó, mình nó thì ngon bổ rẻ các bạn ha, ngon bổ rẻ. Này các bạn thấy cũng hay nè, để mình hỏi chỉ coi cái này nó có rẻ không, mình có thể mình lấy cái này được nè, này cũng lạ nè. Cái này bao nhiêu chị? Dạ. Này có rẻ không? Dạ không. Cái này số 1, số 2, số 3. Cái này số 3, số 3 280. Số dạ. 2 220. Số 3 280. Là nó nhỏ lớn hay sao? Dạ đúng rồi, 3 size đó. Rồi vậy hả? Dạ. À, cái dừa phải không? Số 3 nhất. Rồi lấy luôn đi. 280. Lấy sao mà cho rẻ ha. Để nay mai anh em ngồi lại ủng hộ chứ thôi mắc quá cái người ta đi luôn hết trơn à. Mình lưỡi lưỡi vô trong nữa các bạn, nhiều quá, nhiều những cái thứ này là những thứ mình chế cháo được hết trơn nè, nhưng mà mình nghĩ giá nó cũng cao quá các bạn, thôi để mình chọn những cái nào mà nó rẻ rẻ thôi, giờ mình chế cháo cho bạn xem ha. À cái này nè, bạn thấy không, chế cũng hay lắm nè ha. Đó, nhưng mà mình nghĩ cái này mắc các bạn. À, mấy cái lọc bình này thì rẻ nè, nhưng mà mấy cái lọc bình này thì mình đã từng làm cho bạn xem nhiều rồi, thành ra không có gì chế các bạn, chủ yếu để mình tìm cái gì nó lạ mình chế thôi ha. Ui ta, đi vòng qua đây coi, lọc cho môi hồng chẳng các bạn ơi, quá trời quá đất luôn à. Đây là lọc bình ha. Ừ. Ui. Đủ khủng quá trời các bạn. Để cái này nữa bạn, cái cao cao này nè, mình để ngày mai đi, này mình phải có làm đây nó cái cao nè, mình còn dự định mình làm mấy cái đó đó,
nhưng mà chưa có cây các bạn. Để mình tìm được cây nên mà mình lên chức cái cọc lọc bình cao nè, mình dìm chế cho các bạn xem đọc đáo các bạn. Lù hủ này quá trời, mấy cái này là mình đã làm rồi các bạn ha. Mình đã làm chia sẻ các bạn rồi hết rồi. Thật ra là để mình tìm những cái gì đó nó lạ thôi. Đây có mấy cái trụ hình chữ nhật cũng hay mà. Rồi chắc có lẽ là mình lấy tạm mấy cái đó bạn, về để mình chế được rồi ha. Đây cũng mấy thứ rồi đó. Nên mai giờ mình chế cho bạn xem. Rồi chắc có lẽ nhiêu được anh nếu mà qua anh tìm lấy qua cái trụ đi. Đâu treo ta. Rồi thôi bây giờ mình tạm dừng cái video tại đây ha. Thì hôm nay cũng có dịp mình đi lên Bình Dương để mình mua mấy cái chậu mấy cái chậu về vô mấy cây mai mà hôm bữa mà mình cắt chỗ cho bạn xem đó. Thì nhiều lắm bạn, mua bên kia kìa. Tí nữa qua mình chở thì sẵn dịp mình ghé đây mình chủ yếu lên quay lại cái nơi mà bán chậu tượng các bạn. Bán chậu tượng thường thì mình nói các bạn hoài đó, hôm nay có dịp đi lên đây ha. Thì quay lại chia sẻ các bạn xem luôn. Đó thì mong là thông qua video này thì các bạn dần dần ở đây có thể đi lên đây để mình mua mấy cái chậu về mình làm những cái cây bonsai độc lạ chơi ha. Rồi mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình ha. Mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo nha.